Ông còn muốn lấy bát Tuấn Đồ sao? Hiệp nữ áo xanh đã làm dơ tách trà của lão hủ, thưởng cho ông đó. Thuốc này sẽ nhanh chóng phát tác thôi. Phụng Tiên! Cha! Phụng Tiên! Phụng Tiên! Cha! Cha sao vậy? Đi mau đi! Phụng Tiên, mau đuổi theo, mau lên. Lại là cô. Phụng Tiên, Phụng Tiên, không được tha cho cô ta. Cha, cha đã trúng chiêu của cô ta, bị thuốc của cô ta làm choáng váng. Cô ta và Phạm Trúc Trai là cùng một bọn. Không tại cô ta, cha không thua đâu. Phụng Tiên, đánh cho cha. Cô dám đánh cha tôi? Muội muội mãi nghệ, hãy nghe ta nói đã. Ai là muội muội của cô? Sao cô cứ đối đầu với cha ta vậy? Chẳng lẽ cô cũng muốn lấy bát Tuấn Đồ sao? Cha cô không phải do ta đánh bị thương. Muội muội mãi nghệ, hãy nghe ta nói. Phụng Tiên, cha. Phụng Tiên, Phụng Tiên, con làm sao biết được không phải máu mủ sẽ không có ích gì đâu. Ý chỉ lão Phật gia đuổi Tiểu Quyên ra khỏi cung. Mùng 8 tháng 6 âm lịch, năm Quan Tự 27, con bị Từ Hy lão Phật gia đuổi ra khỏi cung. Tỷ tỷ của con khóc đến chết đi sống lại, đuổi theo tới tận cửa sau hoàng cung, bị Thiểm Dương chạy theo kéo trở lại. Từ đó hai tỷ muội song sinh tụi con đã bị chia cắt như vậy. Muội muội, sau đó cha có đến cùng thăm dò. Sau việc đó 3 năm, tỷ tỷ con cũng mất tích, đến nay không rõ tung tích. Cha, sao những chuyện này con không nhớ gì hết vậy? Trước khi xuất cung, đại thái giám Lý Liên Anh đã dùng bí quyết cung đình với con để con quên chuyện quá khứ. Tỷ tỷ con chắc còn sống, tỷ muội con đều có vết bớt. Tỷ tỷ con có màu xanh, của con thì màu đỏ. Cha, cha yên tâm đi, dù tỷ tỷ con ở đâu, dù đến chân trời góc biển, con cũng phải tìm ra tỷ ấy. Nhanh, thực hiện cho Trác Nhã đi. Rõ. Con biết đây là lần cuối cùng.
Trác Nhã có một thỉnh cầu, nói: nếu con không trở về, nhất định phải cứu Tống Phúc Quý ra ngoài. Phạm lão gia tha mạng, cô cứ xin tha mạng, ta cũng không biết ta họ gì nữa, ta là ai vậy? Thấy sao hả? Có vui không? Ta có cách chơi của ta, đúng không nào? Có thú vị không? Có thú vị không? Quân tử trên cao, xin mời xuống đây nào. Còn không đi mau đi. Hiệp nữ áo xanh, cô tại sao lại tới đây vậy? Tới đây vì thánh lệnh. Giết con trai ta cũng là thánh lệnh sao? Phạm Văn Tâm ức hiếp dân lành, làm nhiều chuyện ác, không thể tha thứ, chết không hết tội đâu. Cô cũng thẳng thắn thật đó. Cô giết con trai ta thì ta bắt cô phải đền mạng. Nhưng mà lão hủ có điều không hiểu. Cô ẩn nấp ở trên cột cao muốn giết ta, tại sao không ra tay sớm hơn? Bây giờ ra tay bộ trễ sao? Mau đem Bác Tuấn Đồ ra đây. Trên đời này ai cũng biết Bác Tuấn Đồ đã bị hiệp nữ áo xanh cướp đi rồi. Không giao ra Bác Tuấn Đồ thật, ta sẽ hủy diệt Phạm gia của ông. Nghe nói Phạm gia rất nguy hiểm. Quả nhiên là vậy. Tại sao suốt bao năm qua không có ai được như ý nguyện? Bởi vì họ có đi không thể về. Cô cũng không ngoại lệ đâu. Cô nương, ta chỉ muốn hỏi cô một câu thôi. Triệu Trác Nhã này dù có chết cũng không muốn trả lời. Cô ba lần tới Phạm gia ta muốn trộm Bác Tuấn Đồ, nhưng đáng tiếc lại không được như ý. Triệu Trác Nhã này chết cũng không từ. Ta luôn đợi cô tới để trả thù cho con trai của ta. Ông đừng hòng tiếp cận bổn cô nương. Hey!
Hiệp nữ áo xanh, ta đồng ý giao bức tranh cho cô. Ta là thái giám, không có con trai. Phạm Văn Tâm là con nuôi. Nó làm nhiều chuyện ác bên ngoài, ta biết hết. Nó nhiều lần ép ta giao ra Bát Tuấn Đồ. Ta có thể đưa nó sao? Vì vậy nó sỉ nhục ta, còn nhiều lần đầu độc ta. Thật ra ta ở trong ngôi nhà lớn này không có gì đáng lưu luyến. Chỉ duy nhất có một người, chính là có tiệc lạc. Ông nói những chuyện này làm gì? Ta được quan tự gia ủy thác phải giao Bát Tuấn Đồ cho Khang Hữu Di. Ta muốn làm rõ cô có phải là một hiệp nữ chính phái, có thể đảm nhận nhiệm vụ này không? Tại sao ông không chính tay giao cho Khang Hữu Di? Chỉ cần ta ra khỏi Thiên Tân thì sẽ gặp họa sát thân. Ta chết là chuyện nhỏ, nhưng đã phụ sự ủy thác của Hoàng thượng. Với lại ta không còn sống được bao lâu nữa. Ta không nên đánh lén ông. Mười mấy năm trôi qua, ta sức cùng lực kiệt, sớm đã bước một chân xuống hoàng tuyền rồi. Thật ra tâm mạch của ta đã hư lâu rồi, chỉ là gắng gượng mà thôi. Ông không sợ ta đem bức tranh giao cho người khác sao? Cô không giao nó cho Hoàng Thái Hậu chứ? Bức tranh mà cô cần chính là bức chân dung này. Lột lớp bên ngoài ra, bên trong chính là Bát Tuấn Đồ. Hy vọng cô sẽ nghĩ đến muôn dân trăm họ mà giao bức tranh cho Khang Hữu Di. Được, ta có thể hứa với ông. Phạm Trúc Trai lão gia, ta sẽ thay ông chuyển giao cho Từ Hy Hoàng Thái Hậu. Cô là người của Hoàng Thái Hậu sao? Ông nói đúng, ta sẽ về Tố Nữ Môn. Được, đi đi, đi đi, cáo từ. Thank you.
giỏi lắm. Chuyện này làm rất tốt. Lão Phật gia, bức tranh này đã ở trong tay tôi. Mẹ nuôi, Phạm Trúc Trai hiếu trung với hoàng thượng, ông ta không giống là kẻ gian ác đâu. Đừng nói nữa, chúng ta và ông ta ai vì chủ nấy, và chủ nhân của mỗi người đều vì giang sơn xã tắc triều thanh. Trác Nhã, điều chúng ta làm tất cả là vì hoàng thái hậu, dù hy sinh mạng sống cũng không hối tiếc. Con đừng quên, từ cái ngày con được hoàng thái hậu nuôi dưỡng thì con không thuộc về bản thân mình nữa rồi. Mẹ nuôi, con có một chuyện cầu xin. Nói đi, chẳng lẽ mẹ không giúp con sao? Con muốn biết muội muội số khổ của con. Có duyên ắt sẽ gặp lại thôi. Khi giao Bát Tuấn Đồ cho hoàng thái hậu, chuyện này cũng do lão nhân gia quyết định. Tại sao huynh lại đi theo ta? Đông Phương Hồng Phi, ta không giết người đeo mặt nạ. Ta ghét bộ mặt giả tạo của huynh. Bây giờ là hảo hán, hãy lộ ra diện mạo thật đi. Đừng giả ma giả quỷ nữa.
ta đang trải nghiệm cảm giác một người đeo mặt nạ đi giết người đây. Nhảm nhí. Đợi một chút. Đúng là nhảm nhí. Cô có biết bây giờ ta có cảm giác gì không? Làm như vậy tuy không thể che đậy nỗi đau trong lòng, cũng không đè nén được dục vọng trả thù, chỉ là có chút cảm giác gạt mình gạt người thôi. Nếu như huynh không còn gì để nói nữa, ta đi trước đây. Đường chúng ta đi không có giống nhau. Chúng ta là người không giống nhau. Huynh đừng theo ta nữa, đi theo ta sẽ xui xẻo đó. Là ai? Ở đây bị phong tỏa rồi, không được vào trong. Lão Tam, Đông Phương Tuấn, ta biết là ông sẽ tới đây mà. Đáng tiếc đã tới trễ rồi. Đông Phương Tuấn là đới đao thị vệ của hoàng thượng, có thể tiền trảm hậu tấu. Giao bức tranh ra đi. Không còn nữa. Ta thật sự không có giữ. Ta không tin bác Tuấn đồ thật đã bị hiệp nữ áo xanh cướp đi. Ta thật sự không có giữ. Ta đã phụ lại kỳ vọng, đã phụ lại hoàng ân. Ông hãy giết ta đi. Đông Phương Tuấn này không phải là kẻ ngốc đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Hả? Đứng lại. Đứng lại, ta đến thăm bệnh nhân. Thăm rồi sẽ đi ngay. Thúc thúc. Ông làm gì vậy? Ông ấy kêu ta múa đau. Ông ta thấy buồn quá đó mà. Thiệt tình. Đây là bệnh viện đó. Đây là hung khí đó. Hung khí, đây là đau. Đau cũng là hung khí sao? Là như vậy, cây đau này về cơ bản thì nó là hung khí. Cầm đi. Mời, mời thúc thúc, ngồi đi. Thật không ngờ thúc thúc cũng tới Thiên Tân này. Chẳng lẽ ta không thể tới sao? Hai chúng ta đã 8-9 năm không gặp nhau rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Thúc thúc cũng muốn có bác Tuấn Đồ sao? Năm đó, ta, Phạm Trúc Trai, Lữ Lão Thọ và Lam Điền Tự đã bị chém đầu, đã kết bái huynh đệ. Đồ của hoàng thượng sao có thể để một mình Phạm Trúc Trai độc chiếm được chứ? Thúc thúc yên tâm đi, con khuyên thúc về trước, bức tranh cứ giao lại cho con. Con cũng muốn lấy bác Tuấn Đồ sao? Thúc thúc đã nói
là bảo vật thì ai cũng muốn có hết. Người không muốn có khác nào là bù nhìn tượng đá vô tri. Được, gia tộc Đông Phương đời sau có người làm nên chuyện lớn, hai chúng ta thỏa thuận đi, cùng đoạt bảo vật. Được, quyết định vậy đi. Thúc thúc, con đã chuẩn bị rượu thịt rồi, mời. Ta thấy thôi đừng có đi, nguy hiểm lắm đó. Ta nói rồi, đừng ai cản ta. Ai cản thì đừng trách, đi. Tiên sinh, tiên sinh, bên đó có người mời cậu. Xin mời, xin mời, xin mời dẫn đường. Mời. Đậu hũ nóng hổi đây, hoành thánh đây. Trà tới đây, trà tới đây, trà tới đây rồi, trà tới đây. Johnson tiên sinh, ta vô cùng cảm ơn ngài tốt bụng nhắc nhở. Chúng tôi có ơn thì phải trả, ta xin nhận không cần khách sáo. Ta cũng vì lợi ích của đất nước ta. Về điểm này thì người Nhật là kẻ thù chung của chúng ta. Ta biết rõ người Nhật đối với đại lục Đông Á, đặc biệt đất nước của cậu, trước giờ luôn có giả tâm rất lớn. Được, chúng ta vào trong bàn đi. Được, mời vào trong, xin mời. Huynh vẫn chưa xin lỗi vì huynh đã tới trễ. Xin lỗi, ta đã tới trễ rồi. Bắt đầu đi. Đây chính là bộ mặt thật của ta. Thank you.
huynh có biết tại sao ta chưa bao giờ sử dụng tay phải hay không? Bởi vì tay trái của cô nhanh hơn tay phải rất nhiều. Đúng, đây là bí mật của ta. Sao cô có nhiều bí mật vậy? Cô định giết ta thật sao? Trước khi giết ta, xin hãy bỏ lớp mặt nạ của cô xuống trước. Tại sao vậy? Bởi vì ta không muốn chết trong tay hiệp nữ áo xanh. Ta muốn chết trước mặt Triệu lão sư. Gỡ lớp mặt nạ của cô xuống đi, để ta được nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô. Cô định giết ta thật sao? Cô ta không giết được cậu đâu. Sao huynh lại tới đây? Tới cứu mạng cậu đó. Ai kêu huynh tới chứ? Ta đã chụp được bộ dạng của cô ta rồi. Ngày mai sẽ phát hành trên báo của ta. Cả thiên hạ này đều biết cô là ai. Hình đẹp của cô sắp lên báo rồi, có biết không? Đông Phương Hồng Phi, huynh may mắn đó. Nè, Trác Nhã, vẫn còn hống hách tới vậy sao? Trác Nhã, đi mau, không giết được Đông Phương Hồng Phi, trái lại bại lộ thân phận. Khó mạng nói với Hoàng Thái Hậu đó. Đợi con và Tiểu Mẫn ăn tối xong rồi hãy đi. Dù gì họ cũng không tìm tới đây nhanh vậy đâu. Alo, Dương đại nhân à? À, ta sẽ đi, nhưng mà không cần đợi ta. Ta muốn xem tuồng. Được, lát nữa gặp. Đông Phương hiền đệ, không biết là ai đã nói cậu và nữ tặc cùng một ruột. E là Dương Ân Hưng sẽ gây rắc rối cho cậu đó. Vốn dĩ ta định bắt cô ta về quy án, nhưng mà ta không có đem súng, ta sợ đánh không lại cô ta. Hồng Phi à, hai người bàn chuyện đi, ta tránh mặt là được. Hai người cứ bàn đi. Dương Ân Hưng đã ra mật lệnh cho Triệu Tiêu Cửu phải xử Tống Phúc Quý trong đêm. Tại sao vậy? Muốn ép hiệp nữ áo xanh. Bác Tuấn Đồ không phải trong tay hiệp nữ áo xanh sao? Điều này cho thấy Triệu Trác Nhã là hậu đảng, Dương Ân Hưng là đế đảng. Hậu đảng đế đảng gì chứ? Chưa chắc trung thành với chủ nhân. Hồng Phi à, có lúc chúng ta phải lùi lại một bước. Hai bên tổn sức lực, có lợi cho ta. Con cũng không thể nhìn Tống Phúc Quý chết oan được. Điều chúng ta làm là mưu phản, không nói đến nghĩa khí giang hồ được. Con và Triệu Trác Nhã tỉ võ là đã vi phạm kỷ luật rồi. Có đôi lúc phải chú trọng đạo nghĩa giang hồ. Hồng Phi, con nghe ta nói. Đây là Khổng Tước Đảm, hạt đỉnh hồng được lấy ra từ trong cung. Phúc Quý ngốc, hết cách rồi. Xem như cậu hiếu trung vì Triều Thanh đi. Tại cậu đã bị bên phía hoàng thượng dòm ngó tới rồi. Tiểu Mẫn à, sư phụ hỏi con chuyện này. Nếu sư phụ bị người ta truy bắt, người bắt sư phụ không phải thật lòng, vậy
sư phụ và người bắt sư phụ đều là người tốt. Con đang tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút. Bà Dương đâu? Bà đã làm rất nhiều món ngon, không biết là đem cho ai nữa. Đứng lại, muốn làm gì? Cho cậu đó, nhìn bà lớn tuổi rồi, vô cùng tội nghiệp, lần sau không ngoại lệ đâu. Khoan đã, đồ ăn bà không được đem vào, ta đem vào. Đưa phạm nhân Tống Phúc Quý đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Triệu đại nhân, Triệu đại nhân, không thấy Tống Phúc Quý đâu nữa. Hiệp nữ áo xanh đã cứu Tống Phúc Quý đi rồi, giết Đông Phương thám trưởng rồi. Đi, nhanh. Phong tỏa các lối ra vào, truy bắt phạm nhân Tống Phúc Quý. Nhanh lên, nhanh lên, rõ. Từ đêm đến bây giờ cứ như vậy. Dương đại nhân, ngài xem. Nè, Đông Phương đại nhân, nói gì đi chứ? Đông Phương đại nhân, Đông Phương đại nhân, Đông Phương đại nhân, người... Đại nhân, ngài ấy đã bị người ta làm lệch quai hàm rồi, e là không nói được gì nữa. Xin cục trưởng hạ lệnh cho người truy bắt Tống Phúc Quý, chắc chắn hắn đi chưa xa đâu. Vậy mau đi đi. Rõ. Đi. Đông Phương đại nhân, đâu cần phải khổ sở vậy. Kẹo hồ lô ngào đường đây. Tránh ra, tránh ra, tránh ra mau. Tránh ra mau, tránh ra, tránh ra mau. Mau tránh ra. Tống Phúc Quý, Trác Nhã, ta, đợi ta ở thôn nhỏ ngoài thành đông. Đi mau, nếu không ta không cứu được huynh đâu. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Phi tặc ở phía trên, nổ súng đi, bắn đi. Nhanh lên, bắn đi. Mau bắn đi, đừng để phi tặc chạy mất. Mau nổ súng đi, bắn đi, nhắm cho chuẩn vào. Mau bắn đi. Làm khùng làm điên, tưởng qua mặt được ta chuyện này sao? Lời nhắn của hiệp nữ áo xanh giống như đang thách thức quan phủ, coi trời bằng dung. Ta đã bị hương sộc vào mũi nên ngất đi, cũng bị người ta làm lệch quai hàm, không thể nào la nổi. Cậu đừng giả ngây giả ngô với ta nữa. Nếu ta không hiểu cậu thì trên đời này không còn ai hiểu cậu đâu. Ta là người thô lỗ, nhưng cũng có điểm tinh tế là Trương Phi. Với công phu của cậu chắc chắn không thê thảm như vậy đâu. Chúng ta cạn ly này trước, có gì từ từ nói với nhau nào. Trời sắp sáng rồi, muốn chết sao? Bắn đi. Xin đừng, xin đừng. Đừng mà, đừng mà. Lão nương vẫn chưa chơi qua thứ này. Đông Phương hiền đệ, Dương đại nhân, sao ông cứ xưng huynh gọi đệ với ta vậy? Không thích hợp lắm đâu. Bây giờ chức quan của cậu lớn hơn ta. Ta là vua không đăng quang.
được triều đình phong đó. Có lẽ cậu đang nghĩ Dương Ân Hưng này cần bác Tuấn Đồ làm gì. Ta không phải vì phát tài, mà vì chiêu binh mãi mã, hợp làm một với đảng cách mạng phía nam đó. Cậu có biết triều Thanh đã hết hy vọng rồi. Đảng cách mạng sớm muộn cũng thống nhất thiên hạ thôi. Dương Mỗ này dù gì cũng phải có quà gặp mặt mới được chứ. Dương đại nhân, ông đúng là theo kịp trào lưu thật đó. Con người trước sau cũng phải có mắt nhìn chứ. Nhanh, nhanh lên, không được để hiệp nữ áo xanh chạy thoát. Ai để cô ta chạy thoát, ta sẽ không tha đâu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi. Qua bên đó xem thử đi. Nhanh lên, qua bên đó đi. Nhanh lên, nhanh lên, qua bên đó xem thử đi. Nhanh lên, nhanh lên. Mấy người các ngươi qua đó kiểm tra đi, lục soát thật kỹ càng. Rõ. Để một người thoát, ta xử lý các ngươi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi. Nhanh. Sao vẫn chưa đi giao báo buổi sáng vậy? Mau đi đi, nhanh lên. Nè nè, xảy ra chuyện gì vậy? Mau khiêng vào trong. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Tụi con muốn tới sớm lấy báo, nhưng đi giữa đường gặp người hát tuồng này nên đã đưa về đây luôn. Mấy đứa tới phòng trước lãnh báo đi. Đi đi. Là cô. Đây là tòa soạn báo của ta, cũng là nhà của cô. Cô bị thương không nhẹ đâu, nhưng mà đừng lo, ở chỗ ta rất an toàn. Không cần. Đứng lại. Hồng Phi, cậu có cướp nổi pháp trường không? Con không sợ chết. Con không thể nhìn bằng hữu của con bị họ chém đầu được. Làm vậy khác nào tự mình tìm cái chết. Vậy thì phải trông vào ý trời rồi. Chúng ta không tin trời cao, không tin trời thì tin đất. Chúng ta không tin đất. Tóm lại con phải đi. Vẫn chưa có lão bá tánh giác ngộ thì không thể làm được. Đành phải trông vào cái này. Bác Tuấn Đồ giả, cậu biết làm sao dùng nó rồi chứ? Kế quản binh. Cảm tạ cửu thúc. Cẩn thận đó. Giờ ngọ ba khắc đã tới, lập tức chém đầu. Dừng tay. Bác Tuấn Đồ trong tay ta, giá trị hơn 1 triệu tên Diệp Mạnh Quyên, 10 ả hiệp nữ áo xanh. Vậy thì phải chờ một lát rồi. Ta là người quyết định. Chém đi. Dạ. Đông Phương Hồng Phi, hôm nay ta cho ngươi tận mắt chứng kiến ta chém hắn.
áo khoác vàng. Thánh chỉ tới, hoàng thái hậu có chỉ đặc xá cho Diệp Mạnh Quyên. Ngươi xin hoàng thái hậu đặc xá cho Diệp Mạnh Quyên thì thôi đi, tại sao còn cướp pháp trường, hiện thân giữa bao nhiêu người, gây ra tranh đấu giữa các tố nữ và bên đại nội. Còn nữa, trong lòng ngươi sớm đã có người đàn ông đó rồi, con chỉ muốn đền ơn thôi, không động lòng vì đàn ông đâu. Không có sao? Vở kịch ở miếu Quan Thánh ai nhìn không thấy chứ? Trái tim ngươi đã bị lay động rồi, ngươi đã sớm bị Đông Phương Hồng Phi mê hoặc rồi. Ngươi chờ Thái Hậu trừng phạt ngươi đi. Bây giờ không ra tay là không được rồi. Cứ để cho ta làm đi. Không, ta sẽ đích thân đi. Cho ta cơ hội lập công một lần đi, ta năn nỉ đó. Akamoto, huynh suy nghĩ đơn giản quá rồi. Thiên hoàng bệ hạ không cần loại dũng sĩ như vậy đâu. Tại sao? Chẳng lẽ ta không nên nghĩ vậy sao? Được thiên hoàng bệ hạ ban quân chương, thực hiện di nguyện của gia phụ là mục tiêu phấn đấu của ta. Nhưng trước hết bây giờ huynh là một gián điệp, huynh ở ngay trong lòng địch, có thể không bao giờ được trở về quê hương, cuối cùng có thể sẽ phải chết trong vùng đất tối tăm này. Không có quân chương và không có danh dự gì, nhưng mà huynh sẽ mãi mãi vinh quang, có biết không? Ta sẽ nghe theo chỉ thị của cô. Đồ ngu, không được để lộ thân phận. Giết mấy đứa học trò là được rồi. Giết trẻ con sao? Ta không làm, ta chỉ muốn đọ sức với Đông Phương Hồng Phi. Đồ khốn, nếu ngài không chịu làm thì để ta làm. Giết trẻ con ta giỏi lắm. Ta nói ngài nghe, người Trung Quốc đông lắm, chúng ta giết thêm vài tên dễ thôi mà. Ta kiến nghị nữ hoàng tuyên chiến với Trung Quốc. Hát bị giết chết, bị người của chính phủ Trung Quốc kết thúc một cách rất nhạo báng. Ta không đồng ý. Chính phủ Trung Quốc tuyên chiến với anh thì người Nhật sẽ là ngư ông đắc lợi, có hiểu không? Nhưng chúng ta đã bị sỉ nhục, cậu muốn trả thù sao? Vậy thì hãy lấy bằng được bác Tuấn Đồ về đây, hoặc là hãy lợi dụng thủ đoạn ngoại giao đưa thư kháng nghị cho họ, coi họ trả lời ra sao. Được, hôm nay là ngày khó quên của ta. Xin bắt đầu viết bản thảo thư kháng nghị cho Johnson tiên sinh. Nhưng từ ngữ phải mang tính khiêu chiến.
ta phải giết chết mấy tên lính Anh quốc các người, trả thù cho học trò của ta. Hung thủ là người khác, bọn họ không ngu tới nỗi để lại lá cờ Anh quốc này cho cô làm bằng chứng đâu. Vậy anh nghĩ người đó là ai chứ? Khiêu khích người Trung Quốc và người Anh xảy ra chuyện thì ai sẽ là người có lợi nhất đây? Là đám người Nhật chứ còn ai nữa. Bọn họ đã âm mưu từ rất lâu. Trung Quốc hôm nay đã bị kẻ địch hùng mạnh bao vây. Vậy chúng ta có thể làm gì đây? Làm cho đất nước của chúng ta mạnh lên. Chẳng lẽ cô còn không nhìn ra là Triều Thanh sắp tàn rồi? Ở trên quốc thổ của mình mà còn không bảo vệ được con cháu mình. Những chuyện như vậy xảy ra hàng ngày rồi mà cô còn bán mạng cho Triều Thanh sao? Sở dĩ có những chuyện này xảy ra là bởi vì trong đất nước chúng ta có những kẻ phản đồ như huynh. Vậy sao cô không vạch mặt ta đi? Ngay cả bản thân cô cũng không tin triều đình lụng bại này, có đúng không? Nói bậy. Triều đình có ơn với ta, ta sống là người của Hoàng Thái Hậu, chết là ma của Hoàng Thái Hậu. Bất cứ lời nói nào không tốt cho triều đình ta đều không tin. Trác Nhã, ai kêu ngươi giết những đứa trẻ? Ngươi dám chống lại lệnh của ta, ta bắn chết ngươi. Đây là thư của Hoàng thất Nhật Bản gửi cho cô, ta đã mở ra, ta chỉ chấp hành theo lệnh thôi. Từ nay cô không được quá mềm lòng nữa. Ngươi dám mở thư của ta? Hoàng thất Nhật Bản kêu ta phải theo dõi cô, nhưng mà ta Yamaguchi, nếu không lấy được Bác Tuấn Đồ, cả hai chúng ta sẽ không thể sống sót trở về đất nước. Bác Tuấn Đồ, năm 34 Quang Tự, mùng 9 tháng 8 âm lịch, Trung Quốc và Anh quốc xảy ra xung đột lần nữa, lớn nhỏ trong cung lại một lần nữa hoảng loạn. Liên Anh, người đếm thử coi thả bao nhiêu con chim rồi? Bẩm lão Phật gia, mười mấy cái lồng chim rồi, tính ra hơn 100 con. Thả tiếp, cả hai lồng chim này cũng thả luôn cho ta. Dạ, bẩm lão Phật gia, Thiên Tân Vệ lại xảy ra chuyện rồi. Chẳng phải ta đã ban chỉ đặc xá cho tờ báo gì đó rồi sao? Ngư báo. Ta nể tình Triệu Trác Nhã, ân xá tội chết cho tên tiểu tử đó rồi. Ta thích coi báo của cậu ta. Dạ. Lão Phật gia, binh lính Anh quốc bắt đầu trả thù. Hôm qua lén tập kích học trò ở giáo hội, có 6 đứa trẻ bị giết chết. Bây giờ người Anh đang đánh trả đũa, đã gửi thư kháng nghị cho chúng ta. Có phải do loạn đảng làm không? Người Anh muốn khai chiến với chúng ta. Vậy thì đánh thôi. Đánh sao? Lấy gì đánh đây? Không có tiền đâu lão Phật gia. Những lời nói không có khí phách, giả miệng. Tạ Thái Hậu, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Gọi Diên Thế Khải và Lý Hồng Chương tới đây. Đừng làm như không có chuyện gì. Lão Phật gia, lão Phật gia, theo ngu ý của nô tài, đừng nên làm lớn chuyện này. Người triệu tập hai người đó tới đây, họ có thể nghĩ ra cách gì? Nếu để cho Hoàng thượng biết lại suy nghĩ khác nữa, vậy thì lão Phật gia lại không được yên tâm đâu. Nô tài nói có phải không? Thôi được rồi, ta nghe theo lời ngươi. Ngư báo, chủ biên Diệp Mạnh Nguyên, tuy triều đình đã giúp ta giải thích rõ tin đồn, trả lại sự tự do cho ta, nhưng câu chuyện về hiệp nữ áo xanh vẫn chưa kết thúc. Các đồng bào còn nhớ tới vụ án Dạn Hoa Lầu tuyển chọn mỹ nhân Bác Tuấn Đồ bị mất hay không? Hiện nay xã hội nhiễu loạn, lòng người bất ổn, là do Bác Tuấn Đồ lờ mờ không rõ, thật giả khó phân, tới nay vẫn chưa phá án được. Vụ án này sẽ trở thành bí mật thiên cổ. Người giết Diệp Mạnh Nguyên. Đừng đọc nữa. Tên tiểu tử Diệp Mạnh Nguyên này, ta hiểu ý của cậu ta rồi.
Ý nói gì vậy? Ý cậu ta nói Bác Tuấn Đồ đang lưu truyền ngoài kia toàn là đồ giả. Đồ giả đó. Lão gia, Bác Tuấn Đồ mà hiệp nữ áo xanh lấy được là giả. Cái Đông Phương Hồng Phi lấy được cũng là tờ giấy trắng. Bác Tuấn Đồ đó rốt cuộc đang ở đâu? Ta nghĩ ngài nên giao nộp đi, tránh đừng để cho đám người Triệu Tiêu Cửu đó lấy đi. Nói vậy ngươi là người của Hoàng Thái Hậu? Tất nhiên rồi, phe cánh tâm phúc của Hoàng Thái Hậu, ngoài cung nữ ra thì chỉ có thái giám. Ngươi hãy tự quản mình đi, ta sẽ đưa cho ngươi ngay. Ông, ngươi không thuộc về hai phái này, ngươi thuộc về giang hồ hắc đạo rồi. Nếu ta đưa cho ngươi thì sẽ là sự sỉ nhục lớn của Đại Thanh Quốc. Cút đi. Lão già đáng chết kia, cứ chờ đó đi. Nô tài ăn hiếp chủ nhân mà. Lão gia, mạng của ta không còn dài đâu. Lão gia, cha. Cha, đừng giận con gái nữa. Không phải con đã tìm được Triệu Trác Nhã rồi sao? Hồn vía của con đã bị Đông Phương Hồng Phi cuốn mất rồi, còn làm được chuyện lớn gì nữa? Cha, thực ra bây giờ người ta cũng tới lúc tìm con rể cho cha rồi. Cũng dám nói lắm ha. Thôi được rồi, chỉ cần con lấy được Bác Tuấn Đồ cho cha, con muốn làm chuyện gì cũng được. Thật sao? Nhưng cha, bây giờ có chuyện quan trọng này cần phải làm. Chuyện gì? Con phải giúp Đông Phương Hồng Phi và Triệu Trác Nhã tìm cho ra hung thủ đã giết chết đám trẻ con Trung Quốc. Đây đúng là một hành động hiệp nghĩa đó. Được. Tiểu Mẫn à, giết xong thì đi ngủ sớm đi, đừng làm phiền Triệu lão sư. Triệu lão sư giả, Triệu lão sư giả, Triệu lão sư giả. Con thấy ta giống Triệu lão sư không? Triệu tiểu thư, cô xin được lệnh đặc xá của Hoàng Thái Hậu tới cứu ta. Thật là tài giỏi đó. Hoàng Thái Hậu đối với ta ơn nặng như núi. Triệu Trác Nhã này chết cũng không hối tiếc. Vì Triệu Thanh, ta sẽ làm hết sức mình. Có một người ở đây chờ cô lâu lắm rồi. Triệu Trác Nhã, ta biết mục đích của cô tới đây. Cô muốn tìm ra hung thủ đã giết chết đám học trò, nên tới thỉnh giáo Mạnh Nguyên huynh, có phải không? Nếu huynh đã lo tới thì ta sẽ buông tay. Vẫn là câu nói đó, chúng ta hợp tác. Trời ơi, hai người làm cái gì vậy? Đắc tội rồi, xin dừng bước. Cô đã ra ngoài là vi phạm môn quy, sao không làm cho tới luôn đi? Cô sợ cậu ấy vì trong lòng cô có cậu ấy. Mạnh Nguyên huynh, huynh quá chén rồi, đừng nói nữa. Ta không quá chén đâu. Tình cảm anh hùng là phước tu ngàn năm mới có đó. Cô sống chết cùng triều đình Đại Thanh không đáng một chút nào đâu. Diệp tiên sinh, xin đừng quên Hoàng Thái Hậu đã cứu ông. Đông Phương Hồng Phi, ta đồng ý hợp tác với huynh. Sau khi thành công rồi, huynh và ta đi hai ngã, không bao giờ gặp lại. Có người. Phụng Tiên, cô lại nghe lén người ta nói chuyện rồi, không ngại sao? Ngại thì đã làm sao? Dù gì cũng lén nghe rồi. Bất luận ra sao, ta cũng muốn đi.
đấy. Đi thôi. Cái đó đều là của ta mà. Hoàng tiểu thư, xin cô đừng buồn quá. Thật ra 6 đứa trẻ đó không có đứa nào là do cô giết hết. Chẳng phải cô thường nói rằng nguyên tắc cơ bản của cuộc chiến gián điệp là sự tàn ác và vô tình sao? Nguyên tắc là nguyên tắc. Có điều kẻ thực hiện nguyên tắc đó là người mà. Hoàng tiểu thư, cô còn phải tiếp tục tiếp xúc với Đông Phương Hồng Phi. Hắn cũng đang nóng lòng muốn lấy được Bác Tuấn Đồ. Xin cô nhớ kỹ, hắn mới là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Hai người đi trước đi. Đứng lại. Ta thường không nghe lời của cha ta, nhưng lần này ta muốn hiếu thảo với ông ấy một lần. Ta muốn đọ tài cao thấp với cùng. Đừng mà, đừng mà, đừng mà. Đừng mà, đứng lên. Tha cho ta đi. Đứng lên, tha cho ta đi mà. Ngươi là chó săn của Tây Dương, giúp người Nhật giết người Trung Quốc, giả lại còn là trẻ con nữa. Ngươi có còn lương tâm không vậy? Khai thật đi. Tha cho ta đi, ta đưa hết tiền cho ngươi. Nói, ta nói, ta nói. Cửu thúc, đây là lời khai của Lưu Thập Bài, nhưng khoan giao nộp. Tại sao vậy? Con muốn coi thử mưu kế của người Nhật, nên cứ để đó đã. Loại cặn bã như Lưu Thập Bài sau này nhất định phải xử tử. Giết hắn dễ như giết một con chó thôi, quá dễ dàng. Hạng người này bản tính khó thay đổi, cậu phải cẩn thận đó. Thúc yên tâm đi. Tiền này, nơi ta sắp tới gần như không khác gì một căn phòng tối. Điều này ta đã quen lắm rồi. Chỉ là tiểu muội muội đáng thương của ta,
Tiểu Quyên, muội có nghe lời cầu nguyện cuối cùng của tỷ dành cho muội không? Tỷ sắp xuống suối vàng gặp mặt cha mẹ rồi. Nếu trời cao có linh thiêng, thì cho nó hiểu rằng ta chỉ muốn làm tròn trách nhiệm với Thanh Triều, vì đền đáp ơn nuôi dưỡng của Hoàng Thái Hậu mà phải đi thôi. Tháng 9 năm thứ 34 Quang Tự, triều đình vì muốn dẹp yên sự cố Trung Anh xảy ra do giết hại binh lính Anh quốc, không thể không đưa nữ hiệp áo xanh ra làm hung thủ giết người, giao cho người Anh quốc để kết thúc vụ án. Theo môn quy của Tố Nữ, Triệu Trác Nhã bị xử hình phạt cao nhất. Ta hối hận vì đã không giết thêm mấy tên người Tây. Ngươi còn hối hận vì đã không kịp cùng giới. Mẹ nuôi, đừng sỉ nhục con.